Hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong EMO. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật về dự án BSR Network ha. Thì hiện tại cái con BSR Network này á nó đã cập nhật một cái ví à uh, Pay BR Pay ha. Thì trên cái ví này anh em có thể là rút cái token là BR về cái ví đó ha. Đó thì uh, tuy nhiên là cái ví này nó vẫn còn uh, đang được update ha cho nên là tốt nhất là anh em không nên rút ha về chi tiết tại sao không nên rút thì mình sẽ chút nữa mình sẽ đi vào cái cụ thể như thế nào đó. ngồi ra thì cho dự án này nó đa, đang, có một cái thông tin nó chuẩn bị lít sàn đâu nha cho nên là đây là một cái thông tin cũng rất là cực rất là vui cho cộng đồng những em nào đã tham gia cái dự án BR này đó thì à, bây giờ mình sẽ vào trang ít để à, mình xem những thông tin của nó ha Rồi công cụ khai thác BR nhiều thợ mỏ đặt câu hỏi về danh sách list BR thì đây là thông tin chi tiết về mạng BR ha. BR đã chính thức ra mắt vào vào ngày Arbitrum cũng có vị thế của chúng tôi trong hệ sinh thái Orbit Chain đang phát triển mạnh mẽ. Rồi tính toàn diện tuyệt vời chi phí cực thấp trải nghiệm giao dịch à, dưới một xu cân bằng giữa hiệu quả và và chi phí bảo mật. À, đi sâu vào tương lai với mạng BR. Đây là hợp đồng thông minh của BR anh em nha và số thập phong 18 tổng cung là 78 triệu br đó thì uh, đây là cái mạng um, Abitrum anh em có thể là copy cái uh, trắc này nè uh, copy trắc ha sau đó anh em vào cái ví uh, okx rồi anh em kéo xuống dưới này nó có cái quản lý tiền mã hóa bấm vào tiền mã hóa ha rồi bấm vào tiền mã hóa tùy chỉnh nè sau đó mạng lưới thì anh em sẽ chọn cho mình là cái mạng uh, IP trùm IP trùm qua nè rồi tiếp tục anh em sẽ dán cái địa chỉ hợp đồng hồi nãy vào đó thì nó sẽ ra cái BR18 anh em bấm xác nhận ha rồi ok đó thì uh, như vậy là BR nó đã vào nó vào quý ha đó đó là cách cân contract rồi thì những anh em nào chưa có cân contract thì uh, cũng sẽ uh, xuống phòng mô tả hoặc join vào nhóm mình mình sẽ để cái contract của BR luôn ha rồi rồi, thông tin tiếp theo là cách đây 11 giờ. Thông tin uh, thú vị ha, hãy sẵn sàng những người đam mê tiền điện tử, sắp có ngày niêm yết chính thức của br trên à, uh, uh, br coi trên trên Hãy theo dõi thông báo lớn. Bạn sẵn sàng nắm cơ hội này chưa? Đó, thì uh, dự án này nó chuẩn bị là sắp list sàn rồi nha. Thì uh, những cái thông tin uh, list sàn nào thì nó cụ thể là nó sẽ chuẩn bị nó sẽ tung ra. Đó, thì anh em lưu ý với cái dự án này. Ha, chuẩn bị list sàn. Rồi, ờ, ở dự án này thì có một cái thông tin nữa là cái sàn uh, nó đang phát triển một cái ví gọi là Bay ha, BRB. Đó. Thì uh, người dùng này tin tức thú vị phía trước ha, nhóm chúng tôi đang chuẩn bị giới thiệu tính năng nhập ví hiện tại rất được mong đợi trong vòng bảy ngày. Thì hôm uh, nay là cái Bay này chính là một cái ứng dụng ví à, hiện tại nó đã cho anh à, em đăng ký cái ví này ha, sau đó anh em có thể là rút cái token BR vào ví này. Tuy nhiên mình có khuyến cáo rằng cái ví này hiện tại nó vẫn chưa hoàn thiện ha. À, nó vẫn chưa có cái uh, cái cách đăng nhập uh, nhập những cái uh, cụm từ khó của cái ví cho nên là khi mà anh em đăng nhập anh em uh, anh em đăng ký cái ví này nè à, thì uh, anh em vào trang ít của giảng ha của cái ví uh, BRB này. Thì khi mà anh em đăng ký cái ví này á, uh, khi mà lỡ như anh em xóa cái ví này đi á uh, mà anh em uh, thì lúc đó anh em sẽ không có đăng nhập được lại cái ví của mình ha. Uh thì lúc đó những cái token mà br anh em rút vào cái ví này xem như bị mất á, à, đã có rất nhiều trường hợp mà bị mất cái token br này rồi, cho nên là mình khuyên anh em là không nên vội rút về ví về cái ứng dụng ví br bay này ha. Trước mắt anh em cứ để trong cái app khai thác và anh em khai thác đi đã, rồi khi nào nó lý sàn hay như thế nào đó thì à, à, lúc đó mình tính tiếp ha. À, còn trước mắt là mình à, chỉ cập nhật cho anh em biết về cái ứng dụng ví br bay này thôi. thì à, để anh em vào cái ứng dụng BRB ấy, thì anh em bấm vào cái trang X của BRB trong cái uh, trong những cái tin nhắn ở đây này nó có cái phần BRB này bấm vào đó thì anh em theo dõi luôn ha đây là ứng dụng quý ví rồi anh em kéo xuống đây nó có cái um, một cái tin nhắn về cái tin nhắn về download cái app ha đây anh em nè, anh em xuống uh, cái tin nhắn ngày 30 tháng 1 này nó có cái uh, cái link tải app về ha thì anh em bấm vào cài đặt đi. Tải app về đi ha. Ứng dụng quý lên. Mình sẽ nói lại sơ cho anh em ha. Đó, rồi, credit, bây giờ mình sẽ bấm vào credit a new wallet ha. Đó, tạo cho mình một cái quý mới. Sau đó anh em sẽ nhập uh, 4 ký tự bằng số là cái mật khẩu để mở cái ví này lên ha. Rồi, tiếp tục ở đây anh em sẽ backup menu nè menu này, backup to iCloud thì anh em sẽ bỏ qua phần này đi ha, bỏ qua. Rồi. Thì ở đây nó có cái ứng dụng quý bay à, ha. Thì anh em sẽ bấm vào cái BR này. Đó. có cái địa chỉ contract của cái token BR ha. Đó. ở đây anh em sẽ bấm receive nè. À, quảng cáo rồi nha, cái quý này cũng quảng cáo. Đó. Thì sau khi anh em bấm DC xong anh em bấm ở BR này. Đó, anh em sẽ copy cái địa chỉ này. Rồi, anh em sẽ quay lại cái ứng dụng khai thác BR của anh em ha. Rồi, sau đó anh em vào cái dấu ba gạch ở phía trên cùng. Đó, anh em bấm vào transfer coin to wallet này. Sau đó anh em dán cái địa chỉ ví đó, của mình vào. Sau đó anh em nhập cái số lượng coin của mình, sau đó anh em bấm transfer là được ha tuy nhiên mình khuyến người anh em là không nên rút ra à. À, có, đã có rất nhiều trường hợp là khi mà rút cái br này về ví à, kia thì à, nó 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 không về ha một là không về hai là à, có nhiều trường hợp là anh em xóa cái ví đi sau đó đăng nhập lại à, là nó mất coi luôn anh em nha cho nên anh em lưu ý là à, không nên hiện tại bây giờ là chưa chưa cần phải rút về ví à, br bay này đâu ha anh em cứ để trên cái ứng dụng này anh em khai thác đã đó rồi đó, thì hiện tại cái dự án này nó vẫn đang cho mình khai thác ha. Thì những anh em nào chưa biết đến dự án này thì có thể xuống phòng mô tả video xem lại cái video mình hướng dẫn em cách đăng ký ha. Hiện tại cái dự án này cũng đã sắp đi sàn rồi. Đó. Rồi, về cơ bản là như vậy ha. Đó. Thì dự án này mình xin nhắc lại tổng cung nó chỉ có 78 triệu thôi. À, cũng rất là ít ha. Cho nên là hy vọng cái giá nó chỉ uh, cao và chuẩn bị trong vài ngày tới nó sẽ có cái thông tin đích sang thì uh, có gì mình sẽ cập nhật cho anh em tiếp theo nha đó rồi ok như vậy năm nha thì uh, video này xin kết thúc nếu thấy video thì cho mình một nút like để ủng hộ video những anh em là chưa đăng ký kênh thì bấm một nút đăng ký và chọn một chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo